Xin chào quý khách hàng. Video clip trước em có đăng là cái con thần dược, cái tiếng ca nè, tức là cái tiếng vocal của mình á, thì có rất là nhiều khách hàng, rất là nhiều anh em có thắc mắc hỏi là có con này dùng được trong văn số hay không. Thì video này em sẽ làm dùng trong văn số cho mọi người xem ha. Cái mục đích em dùng là em kết nối với lại cái con vang S800. Ở đây là ai cũng biết là cái con S800 này là cái đường mic của nó là nó hơi bé đúng không mọi người? Có nghĩa là để nó lớn lớn chút xíu thì nó mới to. Thì trong video này em đang dùng là mic có dây nhé, tức là một con là Beta 87 và một con là SEV7. Mọi người để ý nè, cái volume mic em để chỉ có 15 thôi, tức là bé tẹo tẹo tẹo. Còn ở trên là mình đã set up rồi. Bây giờ thì em sẽ nhờ một ca sĩ Miệt Vườn ha, ca sĩ ở cửa hàng bên em á, sẽ thử hai cái con mic này cho mọi người nghe xem như thế nào. Sẵn tiện em để cái đồng hồ đây luôn, đo xem dB nó như nào để mọi người tin là bọn em test là rất là to nha. Đây nè, em để có con đẩy chà bá nè, thấy chưa ha. Rồi cho mọi người xem nó như nào nha mọi người. Bây giờ em sẽ thử tiếng thô trước rồi em vô nhạc quất luôn ha. Bây giờ mình chơi tiếng thô trước nha mọi người, xem mọi người cảm nhận cái hai con này đó, nhìn cái hình là biết rồi ha mọi người ha. Rồi mình thử tiếng thô xem như thế nào. Ê, một hề năm sáu hề 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 năm sáu Đây bảy là con y beta ha mọi người, ok ha. Xong chuyển sang con SEV7. lê năm sáu bảy hề 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 Nói chung là cái con beta thì lúc nào cái cảm giác nó cũng phê và hấp dẫn hơn nha mọi người. Bây giờ thì thử cho nó ướt ướt chút xíu ha, cho miếng nhạc vô quất cho nó ướt ướt xem như nào ha. Nay có ca sĩ rồi, em đỡ, em hát dở quá mọi người chê ha. Bài hát Nhớ Người Yêu nha mọi người, beat của Trường Vũ. Nhiều đêm thức trọn nhớ thương em, nhớ quá làm sao biết ngõ tìm. Tay trắng anh nào mơ với mộng nên tình hai đứa vẫn chưa vậy không? Thức tròn đêm nay để nhớ tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm rất ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ dậy trong lòng, đêm từng màu thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi lòng anh thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em, sương rơi lạnh căm cảnh vật,
im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình trùng vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Khoe em mọi người, chứ em mà em khoe đó. Thấy sao mọi người? Thấy hấp dẫn không? Đó, cái con này thật ra cái mục đích chính của nó đó là nó nâng cái tiếng micro của mình lên. Nó to lên để làm cái gì? Để nó đưa vô con vang. Những cái con vang mà có cái phần micro preamp nó cùi bắp á, thì mình có thể dùng cái con này, mình nâng nó lên thì nó hỗ trợ rất là tốt. Như đây mọi người thấy nhà ai xài mic dây đều biết đúng không? Như xài con mic dây mà quất vô cái chỗ này là phải để ít nhất, em nói thiệt là cũng phải 90-95%. Có khách lên 99% mà còn kêu nhỏ quá hay không nổi. Trong khi con này nè mọi người thấy không, em để có mic có 15 thôi mà nó to chà bá lửa luôn. Nè, nhìn hai cái gain này em để nè mọi người thấy không? Đây, gain đây, nhỏ nha. Cái điểm rất là hay của cái bộ preamp này nè là con này nó có 48V nha mọi người, rất là xịn sò ha. Thế mình đưa những cái mic, thí dụ như mic Beta 87A, mình đưa vô đó mình bật 48V là xong, không cần phải mua cái nguồn phantom bên ngoài. Phê rồi, phê rồi, chắc khán giả đã phê lắm rồi ha, không cần phải diễn nữa đâu. Thành ra mình mua cái bộ này nè nó lợi rất là nhiều, vừa dùng cái nguồn phantom 48V vừa cho ra cái chất lượng tiếng mic rất là tốt, đặc biệt là cái phần preamp của thằng Túp ha. Rồi quý khách hàng nào thích thì cho em một like nha mọi người. Cái này không có nhu cầu bán đâu nha, con này nó mắc tiền nha mọi người, hơn 4 triệu một cái. Thành ra bán con vàng có 4 triệu mà cái con mic preamp này nó hơn 4 triệu thì nó hơi kỳ kỳ ha mọi người. Thành ra những người nào mà đam mê thật sự, ghiền, phê, hấp dẫn, muốn thử thì đó mình mới hốt cái con này, chứ không thì em thấy là giá nó cũng hơi nhỉnh nhỉnh nha. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.